Xin kính chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu, em tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại liên lạc của bên em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày mùng 1 à 11 tháng 1 năm 2019 thì bên cơ sở lan rừng nhà em có về rất là nhiều loại mặt hàng lan rừng ạ. Đó. À, sau đây em xin được điểm qua và báo giá chi tiết những cái mặt hàng và giá của từng loại tới tất cả các cô chú anh chị luôn ạ. Trước tiên đây ạ, trước mặt cô chú anh chị đây là hôm nay nhà em có về một cái lô đai châu hàng Thái. Đai châu hay còn gọi là nghinh xuân ngọc điểm cô chú anh chị nhá. Đó. Hôm nay thì số lượng hàng về khá là lớn. Cái dòng này thì hiện tại là cái dòng lan này thì cô chú anh chị chơi lan biết rồi, nó sẽ nở đúng vào dịp Tết luôn đấy ạ. Nên là hiện tại cô chú anh chị thấy là có một số cây thì đang hoa rồi này. Đó, có những bông trắng tuyền rất là đẹp. Có những bông thì đốm tím này. Bông đốm tím cũng rất là xinh. Hoặc là như cây này thì hoa đã sắp tàn rồi và các sắc tím rất là đậm luôn ạ. Đó, hoa cái dòng đai châu Thái này thì nó sẽ cho rất là nhiều màu sắc hoa khác nhau. Và cái hương thơm đây, hôm nay thì đang có một số cây đang nở hoa này. Hương thơm ngào ngạt, nức mũi, thơm nức mũi luôn cô chú anh chị ạ. Và ngoài ra thì nó còn rất là quý ở cái điểm là nở đúng dịp Tết này. Hoa chơi rất là bền cô chú anh chị nhé. Có thể chơi được 1 đến 2 tháng ạ. Đó, hoa rất là bền luôn. Tết đến xuân về cô chú anh chị gói giò lan đai châu nở mà cái hoa đẹp và hương lại thơm như vậy thì thực sự là không có điều gì bằng. Đây, hàng hôm nay thì có một số cây đang nụ nhá. Có một số cây đang nụ như vậy ạ. Nụ thì cũng thấy là những cái nụ nó cũng có màu sắc khác nhau rồi. Hàng đai châu Thái hôm nay thì em bán với giá là 580.000 một kg cô chú anh chị nhá. Và số cây của nó sẽ dao động từ 3 đến 6 cây trên 1 kg ạ. Và hàng này là hàng bóc trụ nên là cô chú anh chị lưu ý cho em là cũng có một số lá ở dưới chân nó bị vàng như vậy cô chú anh chị nhá. Có một số lá ở dưới chân bị vàng. Nhưng mà cô chú anh chị xem là cây vẫn rất là khỏe đẹp ạ. Đó. Rất là thích hợp để cô chú anh chị có thể trồng chậu hoặc là ghép lũa đều rất là đẹp luôn. Rồi tiếp theo là em có cái lô đùi gà dẹt, hàng cũng đang nụ này. Đó, đùi gà dẹt thì hoa, mặt hoa cũng rất là bền ạ. Hàng hôm nay về cũng không có dề to lắm đâu cô chú anh chị nhá. Dề cũng nho nhỏ thôi. Đó. Nhưng mà rất là xinh và rất là khỏe như thế này. Em bán với giá là 200.000 một kg cô chú anh chị nhá. Đùi gà dẹt 200.000 một kg ạ. Đó, hàng thì đang nụ hoa Tết. Và sang bên này là em có cái lô vanda này. Lô vanda rừng thơm ạ. Hàng cũng đang nụ nhá. Và em thấy là cũng có cây thì xếp rất là đẹp. Tuy nhiên thì vẫn chưa có nụ chắc chắn. Chắc là cái lô này, những cây này nó sẽ cho hoa ở cái vụ sau ạ. Vanda rừng thì hoa cực kỳ là bền và hương rất là thơm luôn. Em bán với giá là 120.000 một kg cho dòng vanda rừng cô chú anh chị nhá. Đó. Rồi sang bên này là em có một cái lô hàng lẫn này. Lô hàng lẫn này có rất là nhiều loại khác nhau này. Ví dụ như ở đây em có cái cả u lồi đang nụ này. Hạc vĩ cũng có một số cây đang nụ này. Lẫn khá là nhiều hạc vĩ này. Cây đang nụ này. Kiều vàng này. Rồi là có cả đùi gà này. Một ít kiều dẹt nữa. Chuối ngọc nữa này. Rồi là rất là nhiều loại kim điệp xuân. Đây còn có cả cái gì nhỉ? Đây là trầm vàng nữa này. Đó. Rất là nhiều loại khác nhau. Thì hàng này thì nói chung là cô chú anh chị nhìn cho em thì nó cũng không còn được tươi lắm cô chú anh chị nhá. Đấy. Thì hàng này em sẽ bán với giá là 50.000 một kg. Tuy nhiên thì em chắc chắn là cô chú anh chị lấy về làm giống thì vẫn rất là ổn. Và một số cây thì vẫn cho hoa bình thường cô chú anh chị nhá. 50.000 một kg ạ. Tiếp theo bên này là em có cái lô hoàng thảo chuỗi ngọc này. Hoàng thảo chuỗi ngọc thì hàng hiện tại cũng đang chun cho nụ ạ. Dạ, cô chú anh chị xem cho em này. Đó, ở những nơi ấm áp thì nụ này có thể nở vào kịp Tết ạ. Hoa của hoàng thảo chuỗi ngọc cũng rất là đẹp luôn. Đó, hoàng thảo chuỗi ngọc hàng đang nụ. Rất là xinh như vậy. Và hàng rừng thì cũng không tránh khỏi là một số chỗ là nó có bị gãy dập một chút. Là không điều không thể tránh khỏi cô chú anh chị nhá. Tuy nhiên thì đây cô chú anh chị nhìn ạ. Cái lô chuỗi ngọc như thế này thì xanh đẹp như thế này thì cũng đã rất là đẹp rồi ạ. Cái dề thì nó cũng không dề không lớn lắm cô chú anh chị nhá. Nho nhỏ xinh xinh thôi ạ.
Em bán với giá là 200.000 1 kg cho dòng hoàng thảo chuối ngọc ạ. Rồi tiếp theo đây là dòng long tu đá hoa tím này. Long tu đá hoa tím hàng cũng rất là nhiều thân hoa. Và cái loại lan này cũng rất là dễ trồng và dễ thuần này. Đó. Thân hoa cũng rất là mập. Rất là mập, đẹp nhá. Dòng lan này thì hoa rất là sai. Và khi mà ra hoa thì cánh của nó là cánh tròn bầu màu tím, cánh sáp ạ. Rất là xinh luôn ạ. Em bán là 220.000 1 kg. Đây là cái thời điểm rất là thích hợp để cô chú anh chị có thể ghép cái dòng long tu này ạ. Và đây em có cái lô hoàng thảo kèn. Hoàng thảo kèn hàng đang chi chít nụ cô chú anh chị nhé. Đang nhú nụ ra như thế này này. Rất là thích hợp để cô chú anh chị ghép. Và cô chú anh chị ghép thời điểm bây giờ thì sẽ được chơi hoa rất là trọn vẹn luôn đấy ạ. Có nhiều thân rất là tím cô chú anh chị nhá. Thì chắc chắn, em chắc chắn rằng cái lô kèn này ạ, về đến tay cô chú anh chị sẽ có một mùa hoa kèn màu sắc sẽ rất là đậm và đẹp luôn ạ. Đây, các cái thân đều rất là căng, khỏe, đẹp như thế này. Và cái chiều dài của nó là rơi từ 40 đến 80 ạ. 40-80 có cây đến 1 m cô chú anh chị nhá. Em bán với giá là 520.000 1 kg thôi ạ. Đó, hàng rất là đẹp và cực kỳ là rẻ luôn, đang nụ như thế này. Rất là đáng chơi luôn đấy ạ. Cô chú anh chị chỉ cần lấy một nửa kg thì đã có một tí giò kèn cực kỳ là đẹp rồi. Tiếp theo đây, em có cái lô kim điệp nhựa về. Hàng kim điệp nhựa hôm nay về cũng khá là nhiều này. Khá là nhiều cô chú anh chị nhá. Và hàng hiện tại thì cũng đang nụ này. Có những cây thì nụ khá là lớn rồi ạ. Đó. Kim điệp nhựa. Kim điệp nhựa hàng hôm nay thì em cũng mua được cái giá nó rẻ hơn một chút xíu ạ. Nên là em sẽ bán giảm hơn một chút cô chú anh chị nhé. So với những phiên trước em sẽ bán giảm hơn một chút. Đó là em bán là 230.000 1 kg cho dòng kim điệp nhựa này ạ. Đó. Rồi bên này là cái lô chồn tím này. Lô chồn tím hàng khá là khan hiếm ạ. Không có nhiều cô chú anh chị nhé. Chồn tím hay một số chỗ người ta còn gọi là cáo đỏ đấy ạ. Hàng thì khá là khan hiếm và ở nhiều cơ sở thì em thấy là bán với giá cũng khá là đắt đỏ, tức là người ta chia theo hình và mỗi hình vài cây cũng đã là vài trăm nghìn rồi. Thì hôm nay cũng rất là đẹp, cô chú anh chị xem ạ, cây khá là đều cây như thế này. Em bán với giá là 280.000 1 kg cô chú anh chị nhé, 280.000 1 kg ạ. Cây khá là đều, đẹp. 1 kg nó sẽ rơi vào khoảng tầm 1 kg sẽ rơi vào khoảng tầm 7 đến 10 cây, em nghĩ là như vậy. Đó. Rất là đẹp luôn, rất là tươi luôn. Cây thì không bỏ lá chân, cực kỳ là đẹp như vậy. Và ở đây em có cái lô sơn thủy tiên ạ. Sơn thủy tiên cô chú anh chị xem cho em này. Hàng cũng rất là xanh và rất là đẹp như vậy. Hàng đã được cắt tỉa rất là kỹ rồi. Lọc bỏ những cái thân già rồi cô chú anh chị nhá. Và những rề thì nó không to lắm. Tại vì là đã được cắt tỉa rất là kỹ nên là rề không to lắm này. Tuy nhiên cái giả hành, cái giả hành như cây này thì phải to bằng cái cổ tay của người lớn rồi ạ. Đấy, cái giả hành căng mướt rất là đẹp. Đây là cái dòng sơn thủy tiên hàng Bắc nhá. Hoa sẽ cho cánh sáp rất là đẹp ạ. Họng nâu rất là đẹp đấy ạ. Em bán với giá là 200.000 1 kg ạ. Tiếp theo đây là hoàng thảo Trần Tuấn này. Hoàng thảo Trần Tuấn thì hàng cũng đang nụ đấy ạ. Đang sưng nụ như thế này này. Đó, hoàng thảo Trần Tuấn thì cái giá của nó cũng khá là đắt đỏ và hoa chơi cũng rất là bền. Đó. Dòng hoàng thảo Trần Tuấn này em bán với giá là 1.800.000 1 kg cô chú anh chị nhé. Được rất là nhiều cô chú anh chị muốn sưu tầm cho sân vườn của nhà mình đấy ạ. Cô chú anh chị chỉ cần lấy khoảng tầm 100g trở lên thì cũng đã được một cái giò Trần Tuấn rất là xinh rồi nhá. Em bán từ 100g trở lên ạ. Và đây em có cái lô dáng hương đuôi cáo này, hàng về khá là muộn ạ. Dáng hương đuôi cáo. Cũng có cây to, cây nhỏ lẫn lộn cô chú anh chị nhá. Đây không phải là hàng tuyển nên là em bán hàng xô ạ, tức là xô nhưng mà bao cho cô chú anh chị là không gãy dập nhưng mà sẽ có cả cây to và cây nhỏ lẫn lộn nhau ạ. Em bán với giá là 150.000 1 kg cô chú anh chị nhá. Hàng về rất là tươi, căng. Tại vì ở chỗ em là đang mưa nên là hiện tại còn rất là ẩm rễ như này này. 150.000 1 kg ạ. 1 kg nó sẽ rơi từ 7 đến 10 cây, cũng sẽ rơi từ 7 đến 10 cây nhá. Và ở bên này em có cái lô long tu xuân nhá. Long tu xuân ạ, hàng cũng rất là mập và khỏe đẹp ạ.
Long tu xuân em bán với giá là 250.000 một kg. Cái dòng lan này thì cũng được những người chơi lan rất là ưa thích, tại vì cái mặt hoa của nó màu tím đẹp, nhìn rất là sang trọng luôn. Đó, long tu xuân em xin nhắc lại giá là 220.000 một kg. Còn ở đây thì em còn có một ít hoàng thảo trúc mành này, cây ngắn ngắn vừa vừa rất là xinh luôn đấy ạ. Đó, hoàng thảo trúc mành thì hoa cũng đẹp rực rỡ luôn. Em bán với giá hoàng thảo trúc mành giá là 280.000 một kg. Chỗ này chắc chỉ được 1 kg thôi. Đó, cô chú anh chị chỉ cần lấy khoảng tầm nửa kg đã được có cái giò hoàng thảo trúc mành rất là đẹp rồi. Còn trong này thì em vẫn có lọng dày cô chú anh chị nhá. Lọng dày đây ạ. Lọng dày khi mà cây này cho hoa thì sẽ mang hình dáng của những chiếc giày màu đỏ cực kỳ là xinh luôn ạ. Lọng dày em bán với giá 200.000 một kg nhé, 200.000 một kg. Còn bên này, hôm nay em về cái lô trầm tím. Lô trầm tím hàng phải nói là cực kỳ là đẹp, đã được cắt tỉa rất là kỹ. Và cây hôm nay thì thực sự nói là nó không dài to mập lắm nhưng mà rất là nhiều thân tơ luôn ạ. Rất là thích hợp cho cô chú anh chị chơi sưu tầm. Đấy, rất là nhiều thân tơ, rất là đẹp luôn, phải nói như vậy. Hàng thì ít gãy dập cô chú anh chị nhé. Và hoàng thảo trầm tím này em bán với giá là 800.000 một kg ạ. Đấy, hàng rất là đẹp luôn. Lô hàng hôm nay về quá là ưng ý luôn. Tại vì là thích nhất là ở chỗ là nó rất là nhiều thân tơ như thế này, để cô chú anh chị có thể được ngắm hoa nhiều hơn ạ. Đó, và đây là cái mặt hoa trầm tím nở thực tế tại vườn nhà em đây cô chú anh chị nhé. Đó, cô chú anh chị xem ạ, quá là xinh luôn ạ. Màu sắc hoa đậm này, mắt đẹp, khuôn bông tròn đều rất là đẹp luôn đấy ạ. Và hương thì rất là thơm luôn cô chú anh chị nhé. Đó, quá là đẹp luôn ạ. Thế nên là được nhiều người chơi lan rất là mê cái dòng này, và đặc biệt là nó rất là dễ thuần, dễ trồng luôn ạ. Em xin nhắc lại giá là 800.000 một kg cô chú anh chị nhé. Hàng vô cùng đẹp luôn. Nói là nhiều thân tơ, tuy nhiên là không phải là cứ một thân già một thân tơ đâu cô chú anh chị nhé. Một thân tơ này nó phải kèm theo vài thân già đấy ạ. Đấy, cô chú anh chị xem này. Đó, nhưng mà hàng như thế này thì rất là đẹp rồi nhá. Rồi sang bên này thì em còn có một ít hoàng thảo nghệ tâm rất là xanh đẹp ạ. Cái chỗ này chắc khoảng tầm 1 kg đổ lại thôi ạ. Em bán với giá là hoàng thảo nghệ tâm, em bán với giá là 250.000 một kg cô chú anh chị nhé. Hoa cũng rất là xinh, cây thì nhỏ nhưng mà hoa thì cực kỳ là đẹp, to đẹp luôn đấy ạ. Rồi ạ, đây là toàn bộ những cái mặt hàng hôm nay nhà em có này. Mong các cô chú anh chị sẽ ủng hộ cho hàng lan của nhà em nhé. Và xin chào tạm biệt tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn có một buổi tối thật là vui vẻ và ấm áp bên người thân và gia đình ạ. Và ngày mai, buổi sáng ngày mai thì em có hai số điện thoại để cô chú anh chị liên lạc và đặt hàng mua lan bên cơ sở nhà em. Thì buổi sáng ngày mai cái số điện thoại đuôi 604 ạ. Em đi làm nên là không nghe được, nhưng cô chú anh chị vui lòng nếu như mà có đặt hàng thì nhắn tin giúp em nhé. Hoặc là cô chú anh chị gọi sang số đuôi 188 ạ. Đó. Số đuôi 188 thì sẽ có người trực máy liên tục ở buổi sáng. Còn thì số 604 là số của em dùng. Và em đi làm thì thường cái số đấy buổi sáng em không nghe máy được ạ. Cảm ơn tất cả các cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi clip của em.